Sao mày giống vậy? Con nghèo, con không có gì cả. Đời em giờ như thuyền không bến, thuyền cứ mãi lên đến giữa biển trời. Muôn ngàn giông tố chẳng bình yên, thân em bây giờ gửi phần cho ai? Cô Úc, cô Úc đang ở đâu? Cô Úc ơi, quyết không yêu để tiền đi nhậu, thà đau bao tử chứ không để đau lòng. Cô Úc à, người ta không có trả chị tiền. Dạ, yeah, nhưng mà bây giờ cái I kiss me à? No. Don't worry. Từ từ email hay là phone? Ok. Dạ, tối nay là 8 giờ là chương trình sẽ mở màn và sẽ kết thúc vào lúc 12 giờ đêm. Ủa là sao? Dạ, sẽ kết thúc vào lúc 12 giờ đêm. Show diễn này là show diễn thứ ba. Nói chung là trà thì cứ trà, nhưng mà dạ, show diễn thứ ba tại Úc, những cái số còn lại là nó không trà nữa. Ở bên đây ba hồi nó lạnh, ba hồi nó vừa ba hồi nó nóng. Chú cha mẹ ơi, cả nhà biết sáng em đi ra ngoài em vẫn còn tự tin vì em thấy nắng lên rồi, chân trời tươi sáng. Em thắng một cái ta nói muốn nhào đầu nhào cổ. Khà, cô vẫn ở nhà giúp ra gặp con. Cô Út ra gặp con đi, con kể chuyện cho cô Út nghe nè. Ra gặp con kể chuyện cho cô Út nghe. Dạ. Út ơi, làm sao để hát? Dạ em hát. Ba má con tự hào về con. Dạ con cảm ơn cô Kim Phượng. Quẩy. Ở bên đây nó lạnh, nó cả nhà sao cái mặt em nó đỏ đỏ, nên nó đỏ hồng. Nhờ vậy. Dạ. Ok là cô Út. Hỏi chị em tám. Tám. Trời ơi. Cái giọng nó không được ổn cả nhà. Ráng dưỡng cái giọng. Tối nay là phải hát cho xuất sắc, hát cho thật hay. Dạ, làm gì làm là phải cố gắng hát cho thật hay, rồi chúng ta đi nhậu. Hát cho thật hay xong rồi chúng ta sẽ đi ăn. Bữa nay tối nay đi ăn ở Lĩnh Nam, ở Lĩnh Nam City. Lĩnh Nam. Tối nay hát xong là sẽ đi ăn ở Lĩnh Nam City hả? City. Dạ. Em qua bên đây là em hành cái con mắm này. Em sẽ hành nó. Ồ quá hay hay. Nói chung là cuộc đời cái gì cũng phải đón đổi chứ. Em từ bao cả một điều. Trời ơi, nó chỉ mơ ước tối nó ngủ nó ôm em thôi. Không là bỏ. Nó đủ rồi, nó mãn nguyện rồi cả. Thôi bỏ đi. Trời ơi, làm như bên đây hay môi. Môi á. Dừng nó môi. Dạ. Ôi ôi là trời. Tối nay có nhận quà lì xì nhá, hát giọng cổ. Ý, cô Quyên Thép Bi tối nay là con có lì xì hả? Yeah, quá đã luôn. Tối nay có được lì xì. Yeah. Mấy cô chú chuẩn bị lì xì cho bé Tinh cũng kha khá đó nha. Ôi sung sướng làm sao. Ôi là vui. Ôi nghe chúc hai đứa hạnh phúc kìa. Ai vậy? Ok. Thank you so much. Hai đứa rất hạnh phúc nhanh nhé. That's a good idea. Là gì vậy? Đó là một ý nghĩa tốt. Oh, that's a good idea. Yes. Em ơi, em còn kem nám không? Nói nhân viên gửi cho chị với. Dạ, chị Đỗ Sơn Hà, để lại số điện thoại giùm em nha. Hello, ngôi sao sân khấu Lê Hậu, bây giờ đang ở đâu? Ở trong vali của tôi là có nước súc miệng nè, có đồ cạo râu nè, có mascara nè ha. Vô đưa cho tao bao nhiêu tiền, tao đưa lại cho mày. Yes, crown là gì? Ở... Round là casino. Casino à? Hả? Trong round. Round casino hả? Ừ, cũng có thể gọi là round ở casino luôn. Uh-huh.
6 giờ rưỡi mình mới tới đó đó. Cái chỗ Nga Nga ghim chị hai số điện thoại coi, 0986 từ từ 0986 506 567 biết sao tôi biết trong đó có này nọ không cậu Hậu, tại vì tôi lấy ra tôi mới bỏ vô vali được. Trời ơi nó mua gì mà nước súc miệng nè, đồ cạo râu rồi mắc ca ra qua đi mua đó xong rồi ảnh bơ hôm qua đi mua là để sử dụng ở đây rồi tự nhiên dạ em chào tất cả mọi người thân yêu của em nha, 700+ con người nha, em chào mọi người, em thấy hết, em thấy hết tất cả mọi người. Dạ chúng ta có bao nhiêu cái 10 năm đúng không cả nhà, chúng ta cứ việc vui khi cuộc sống và cuộc đời cho phép đúng không cả nhà. Dạ chúng mình đã nói chuyện để nó kẹt xe. Mọi người nói nó kẹt. Oh my god, bị kẹt xe nữa cả nhà ơi. Hẹn chị ba ngày 30 tháng 4. Oh my god, ngày 30 tháng 4 là em đi tới 4 show nha cả nhà. Wow, ngày 30 tháng 4 á. Dạ chạy 4 show. Tươi xanh lặt lìa nồi canh. Dạ. Dạ. Tâm xin tới em cảm ơn chị Bùi Thị Ngọc Hà. Dạ. Tôi làm biếng nói chuyện với những người mà sắp làm sắp định cư ở Úc á. Tôi làm biếng lắm. Đi nè. À. Mày nghe là mày phải hiểu chứ nghe. Hiểu chứ. Làm biếng nói chuyện với những người mà sắp định cư ở Úc lắm. Ghê quá. Không quan tâm. Ủa? Phan Nhí chờ cô Út về. Dạ cô Út về tới liền. Trời thiệt tình nha cả nhà. Đi vậy chứ em nhớ Việt Nam thê lương thảm thiết thiệt. Bởi nhiều khi mà em nghĩ Nga nó nói thôi đi qua đây sống đi chị hai, nói rồi tao qua đây tao cạp đất tao ăn à. Trời ơi không được khác. Ủa mắt. Mỗi ngày không được đây, gặp mọi bà người ơi hãy làm chứng nhé. Chị hai nói là khi nào mình là alo là qua liền để coi. Thì tao chỉ qua đây chơi thôi. Thì qua đây chơi. Chứ mà biểu em đi qua bên đây mà ở luôn làm sao em thôi, ở đừng được qua. Cả nhà buồn quá. Thôi đừng qua. Em còn đang muốn đi về. Tính ra qua đây em qua đây là trên hơn 10 ngày rồi. Hơn 10 ngày rồi. Mà tự nhiên qua đây em nhớ Việt Nam tha thiết cả nhà ơi. Hello bé Bảo Minh Khôi, nhớ con, nhớ nhà, nhớ quá trời nhớ. Làm gì làm kệ nó. Một chén nước tương và một tô cơm trắng em cũng có thể ăn được. Hôm qua thấy Minh like bán hàng thương quá bình tinh. Dạ trời chị Nhi Châu Bạch, tại sao em like chị không tội nghiệp em, chị không thương em. Dạ ok bạn có đường hướng, bạn có vợ có bên đây hướng hả? Bạn có tương lai bên đây thì bạn cứ đi. Bạn qua đây là bạn sẽ là chủ nhà hàng hoặc là em của chủ nhà hàng luôn rồi. Bạn đâu phải lo lắng vì chán cơm manh áo. Còn tôi là tôi phải lo về chán cơm manh áo chứ. Chọc nữa. Tôi là những người mà cày cấy mà tôi không có thể nào tôi ở không mà tôi sung sướng được hết á. Dạ. Đôi tay tôi phải cài, phải làm bạn nha. Chọc dạ. Nữa. Ghẹo nữa. Nhớ mà khóc bị chửi làm sao Diệu Hương. Chị ba bình tinh rủ bé Nga về Việt Nam luôn đi. Trời thôi ai đừng vậy? Có kêu nó về Việt Nam em mệt lắm cả nhà. Ủa đừng có kêu nó về Việt Nam, nó xài tiền như nước vậy đó. Trời ơi nó về Việt Nam là nó cà thẻ mệt lắm. Dạ đòi ăn lobster xào hành gừng là nó dắt em đi ăn ở cái Chinatown ở Melbourne đó. Con lobster có chút ép vậy nè mà 500+ đô Úc, đau ruột không cả nhà. Đó nó xài vậy đó cả nhà, rồi sao mà dám mà kêu nó đi về Việt Nam. Nó lấy cái thẻ nó lấy cái đầu điện thoại của nó đập vô một cái là coi như là nó cái tiền. Nó phải nói là nó lấy cái điện thoại nó để vào cái máy là được rồi. Dạ nó click vào về nó. Trời ơi phải về Việt Nam thôi, 3-4 ngày nữa là về tới Việt Nam. Ủa, số này làm gì là sao tự nhiên đọc số để... Dạ cái số điện thoại đó lưu vô cho chị hai cô mua kem nám á. Dạ.